Mic tính là chép cái mút này là mút zin của nó luôn này, mút này nó không có mộc nha các bác, mút nó không có mộc, xuất sắc cái nha. Đây là bát găng vải tắm dầu, đây là găng zin nha, găng vải là găng zin nha các bác. Nó đối xứng nhau, về các bác có thể trưng bày và ấy đấy, thoải mái luôn. Đấy, cái mút này nó còn nguyên luôn này. Đấy. Hai bên tinh chỉnh nha các bác. Chà chép chúng ta để hướng 3 giờ đi. Giá là 18.500, giá tốt nhất và đã bao gồm phí ship cho các bác rồi. 18.500 nha, 4312 Castro Monitor. Về các bác gift với những dòng âm Lisansui Pioneer, Funkio, Phùng Văn. Và những dòng mà lúc man thì các bác chơi 308, 505, 507 tầm tiền gift vô tư nha các bác. Những con âm lúc man cổ là gift vô tư. Đẹp xuất sắc luôn nha. Vuông thành sắc cạnh đạt tiêu chí để các bác vừa ghi vừa trưng. Đây. Tổng quan cạnh phía bên tay phải. Hai số điện thoại ở đây là hai số điện thoại chính nha. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên. 1,5 triệu 2 triệu đó là em ship hàng tận nơi nha. Lo thẻ bảo hành zin và lo nước ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nên các bác yên tâm sử dụng. Này, tổng quan phía bên tay trái. Dòng 4312 Castro Monitor sử dụng là trạm loa mỏ chim nha các bác, trạm loa mỏ chim nhắn nha. Đây các bác. Nhìn cái trạm loa là các bác biết được chắc rồi. Chắc mới. Vuông thành sắc cạnh. Bác nào chốt thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. 0978338142 hay là 0965 77027. Đấy, cạnh vách đồ keng hết nha. Đây các bác thấy chưa? Tuyển kỹ. Phía dưới này. Mức mát hết nha. Ngắm tiếng lò của em nói nha. Đấy. Múc mùa luôn. Đẹp đẹp nhá nhựa luôn các bác. Đấy. Hàng bên em tiền về bát 25 găng cao su. Găng mút đó các bác. Anico nha. Các bác gíp đèn những dòng đèn mà 2W, 3W, đồ 5W là gíp vô tư hết. Đừng nói chơi những dòng mà bắn dẫn các bác. Tại gíp những dòng âm ly cổ Lukman, Aquafire, Pioneer, Sansui vân vân. Gọi là tuyệt vời. Dòng 36 đồ cắt rất nổi tiếng rồi. Dễ chơi, dễ gíp, tiếng hay. Thùng của nó là thùng thùng kiểu thùng thông nha các bác. Rất là đẹp. Vuông thành sắc cạnh, lo tuyển chọn nha. Giá 15 bao ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 14.800 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền, cọc giúp em khoảng 10% trở lên, 1,5 triệu, 2 triệu gì đó là em ship hàng tận nơi. Các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại khi nhận hàng với Bưu tá. Còn sản phẩm thì các bác yên tâm, bên em hàng tuyển chọn và những sản phẩm là đúng chất từ nước ngoài về để các bác mình sở hữu và đủ đẹp, nó đẹp đúng chất của nước ngoài. Nó đạt một cái chất rất là đẹp. Từ thùng vách keng đạt tiêu chí các bác vừa nghi vừa trưng bày. Tiếp tục cả tiếp theo để các bác cùng xem nha. Đấy các bác ngắm đây. Đấy, cái chất nước ngoài về nó đạt như thế này này các bác. Sắc sảo. Trạm loa thì nó sử dụng trạm loa mỏ chim bắp chuối. Phía sau cũng rất là đẹp nha các bác. Đặc trưng của dòng Ribe thì phía sau nó màu đen. Họ sơn một lớp màu đen nha. Không một vết cắn nữa hết nha. Rồi, bác nào muốn sở hữu cặp L36 đời cáp series 2530 thì liên hệ cho em nha. Qua hai số điện thoại trên, giá 15 bao ship. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha.